Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến nay, huyện Chợ Mới đã thực hiện 31 dự án hỗ trợ cho 447 gia đình với tổng số tiền 11 tỷ đồng. Riêng năm 2024, tính từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã thực hiện 13 dự án với mô hình nuôi bò thịt và 2 mô hình chăm nón lá, đan đác, hỗ trợ nguồn vốn cho 186 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức hỗ trợ bình quân đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 25 triệu đồng trên một hộ. Hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng là 20 triệu đồng một hộ. Thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về các cơ hội phát triển kinh tế từ việc đa dạng hóa sinh kế, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật để người dân có thể áp dụng hiệu quả các mô hình sinh kế mới. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ đó, giúp người dân an tâm đầu tư vào các mô hình sinh kế đạt được hiệu quả kinh tế cao.